xinh, ngựa ô rước dâu sẵn sàng, thiết lên kiệu vàng theo chàng về dinh. Yeah, I
một quả như một người dân Việt Nam trưởng thành, thì hôn nhân chính là một đức hạnh hoàn hảo để đánh dấu cho sự trưởng thành cùng với một con người trong cả một cuộc đời. Xin chào quý trời mời tới sự dự trò chuyện đầu tiên khi đã trở về từ gia đình nhà trai, có đôi lời phát biểu ý kiến và giới thiệu thành phần đoàn có mặt trở về chung vui với gia đình nhà gái trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin chào quý trời mời tới vị trưởng đoàn trở về từ gia đình nhà trai. Kính thưa Hòa Ca và toàn thể các vị khách quý, mình cần phải gia đình tôi là bác Hòa Ca và đây là anh ruột của cháu, đây là bác là chú ruột của cháu và bên kia thì là các bác không được làm hết. Và tất cả các cô thầy chú bác đến nhà chúng ta thì ái chúng tôi cũng hôm nay đã được tham dự đầy đủ và đón tiếp sự chăm sóc của gia đình chúng ta, kính chúc gia đình chúng ta cái cuộc đời này thật là hạnh phúc và thật là vui vẻ. Ngay sau lúc này chúng ta lần nữa sẽ cùng chào đón cho sự dự trở về vị đoàn trưởng đến từ gia nhà trai sẽ có đôi lời giới thiệu đến phần lễ và những cây trầu mà gia nhà trai của chúng tôi đã sửa soạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúc tất cả các trưởng mời tới sự dự trở lại của vị đoàn trưởng đến từ gia nhà trai. Tôi xin thay mặt cho gia đình gái và xin chấp nhận ba cái cầu này của gia đình học trai. Xin cảm ơn. Chúng tôi đồng thuận và nhất trí hoàn toàn với ba cơ sở và những phần lễ đủ đầy mà gia đình nhà trai của chúng tôi đã tạo dựng trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ dành một tràng vỗ tay để chào đón cơ sở đầu tiên của gia đình nhà trai chúng tôi, cơ sở của lễ ăn hỏi. Cơ sở thứ hai là cơ sở của lễ xin cưới.
cơ trầu và bảy phần sinh lễ đủ đầy mà sau nhà trai của chúng tôi đã tạo dựng. Các thưa quý vị, sự kiện tại lễ nạp tài của đôi con trẻ Thiện Thành và Mai Phương xin phép được các bạn tại đây thay lời cha để tập sự nhà máy ông bà Mai Văn Lượng và Trương Thị Trường chân thành gửi lời cảm ơn tới sự kiện trở về của đại biểu tất cả các vị khách quý đã dành tất cả quý vị chúng ta dành tâm huyết và phong tục của mình trở về với gia đình nhà gái của chúng tôi vào hồi 8:30 thứ bảy ngày 20/10/2018 tức ngày 12/9 ra tổ chức. Với phần tham gia biểu diễn tiếp theo của giọng hát của chị Mai Huê với ca khúc Khúc Tình Ca Thanh Hóa sẽ cùng hiện diện trên sân khấu này. Nói rằng là người Thanh Hóa sống số gian nan tây triều công ngã. Nói rằng mình là người quê hương có sông sông chu xuôi ánh mắt long lanh về đồng xuân nghe trong đồng thảo thứ ăn cơm bằng đèn bò đi cây sáng trăng. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe một nhạc phẩm được mang tên Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh do sự tham gia biểu diễn của nam ca Lương Vinh cùng với nữ ca sĩ Như Quỳnh. Xin gửi tới tất cả quý vị và quý vị hãy cùng vỗ tay thật nồng nhiệt đi ạ. Xin mời. Chiều bông trong má hồng em, người ta
chớ lo chi, trái tim anh luôn một lòng, không bao giờ lại đôi trắng thay đen. Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường gian lừa em ơi. Hai chúng ta sống cho nay còn nghèo, em chẳng sợ điều gian khổ gieo nèo. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu may mắn mà. Xin mời các quý vị chúng ta sẽ cùng dõi theo và chứng kiến
bố Mai Văn Lượng và mẹ Trương Thị Trường là sóc thân phụ mẫu của cô dâu Mai Phương đang trao quà cho cô dâu chú rể chúng ta trong ngày lễ phụ quy hôm nay. Xin mời hai bạn trẻ chúng ta cùng lại để nhận quà đến từ bố mẹ của cô dâu. Không hôm nay bác gái chào đây, bác gái chào đi, chúng ta bây giờ bác gái chào luôn đi, chúng ta cùng dõi theo và chứng kiến cô dâu chú rể chúng ta đón nhận và rất nhiều phần quà đến từ phía gia đình nhà gái, đó là bố mẹ của cô dâu Văn Lượng và bà Trương Thị Trường. Một phần quà của bố mẹ trao cho cô dâu, bố mẹ của cô dâu trao cho cô dâu và chú rể, thì xin mời anh chị em cùng ruột của cô dâu hãy lên sân khấu để chụp một kiểu ảnh lưu niệm cùng với cô dâu và chú rể của chúng ta trong ngày lễ phục vụ hôm nay. Xin chào quý mời. Đèn trăng treo tốt trên cao, ánh sao như muôn ngọn nến, lập lè đâm đâm hoa đắng, có em theo anh về nhà. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, về quê hương hữu tình. Đồng xanh như gái chưa con, lúa non xuân sao chào đón, bầy chim nghệ sĩ khoe khoang thấy quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát trăng thanh, ôi gió mát trăng thanh, dù tình ta như sóng dù con thuyền tình. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Tiếng hát ru em, ôi tiếng hát ru em, đưa tình ta như sóng lênh đênh thuyền tình. Thưa quý vị, và ngay bây giờ đây chúng tôi vẫn thay cho gia đình họ nhà trai để cùng gửi những lời chào đón, những tình cảm mến khách của gia đình chúng tôi. Và ngay bây giờ với dãy ba ghế ở giữa trung tâm sân khấu ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời tới đại diện hai bên gia đình, đại diện nhà trai, đại diện nhà gái sẽ ngồi ở dãy ba ghế giữa cho ngày hôm nay. Và chúng ta đang chờ đón cho mời các diễn viên với các người bạn của hai nước. Và quý vị hãy cùng vỗ tay thật nồng nhiệt nhé, xin mời chú rể Khánh Trình và cô dâu Mai Phương. Và ngay bây giờ đây xin được trân trọng
Vĩnh Lời, Thế Thành cùng với Mai Phương sẽ cùng gửi một cái lời chào thân thiện để cùng ra mắt Quan Tiền hai họ. Xin mời. Ngày hôm nay với những bản pháo rất là ấn tượng đã được người cậu, đó cậu Bình của chú rể đã cùng tạo dựng nên cho chú rể và cô dâu với những bản pháo thật là đẹp mắt nhất và lạ nhất tại một đám cưới tại thị xã Bình Sơn. Và thay cho chú rể và cô dâu xin được cảm ơn tới cậu Bình rất là nhiều. Và chúng ta vẫn luôn luôn được chứng kiến cho những khoảnh khắc tiếp theo. Thưa quý vị, và ngày hôm nay đây, khi tình yêu là một câu chuyện dài và đặc biệt đã có sự tác hợp tới từ hai bên gia đình, thì cho phép MC Lê Tuấn cùng với MC Thu Hương sẽ được thay cho gia đình họ nhà trai sẽ được gửi tới tất cả công các bà, quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe, lời chào nồng nhiệt nhất. Vâng, một chào tay thật lớn của quý vị nha. Một người cậu của chú rể, một người đã dành tặng cả tâm huyết của mình để cùng tạo dựng nên cho chú rể và cô dâu một bức tranh thật là đẹp nhất về ngày đại lễ thành hôn. Và một lần nữa thay cho chú rể và cô dâu vẫn luôn luôn được cảm ơn tới cậu Bình rất là nhiều và mong cậu sẽ cùng đồng hành với những màn pháo tiếp theo. Và ngay bây giờ xin trân trọng kính mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với tuyển tập mời chầu dân ca Quảng Ninh do giọng hát tham gia biểu diễn của nữ ca sĩ khách mời Như Quỳnh. Xin mời ạ. Mẹ cha.
thưa quý vị đây ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị, và ngày hôm nay đây luôn là như vậy, và khoảnh khắc từ biệt tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nâng cốc để cùng mời chồng mời nước và cùng chứng kiến cho những phần nghi thức trang trọng tiếp theo. Và ngày hôm nay họ đã đến một nơi rất là xa để lựa chọn cho mình một cặp nhẫn yêu thương, một cặp nhẫn thiết kế một cách tinh xảo với chiếc phi thuyền của mình để chuyên chở cặp nhẫn yêu thương này trở về với chủ nhân của mình, đó là Thế Thành cùng với Mai Phương, để cùng dành tặng cho nhau cảm xúc yêu thương. Và xin được cảm ơn tới cơ trưởng Giang Nhung rất nhiều. Từ ngày hôm nay, Thế Thành, một chàng trai, sẽ luôn luôn che chở, bảo vệ cho cô dâu từ nay tới cuối cuộc đời. Mai Phương sẽ là một người vợ hiền, luôn luôn chăm lo, luôn luôn san sẻ mọi buồn vui, mọi nhọc nhằn trong cuộc sống này với chú rể. Và đời này, kiếp này, ta sẽ sống trọn đời bên nhau, sống hạnh phúc và sẽ mãi mãi là một tình yêu quý giá. Vâng ạ, à, một tràng pháo tay thật lớn của quý vị đi ạ. Chúc mừng cho chú rể Thế Thành và cô dâu Mai Phương, hai em trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Thưa quý vị, Thế Thành thân mến, và ngày hôm nay tôi mong muốn bạn hãy cùng thể hiện mình rằng một đó là một soái ca, hãy luôn luôn che chở bảo vệ cho cô dâu từ nay tới cuối cuộc đời, hãy cho người vợ hiền của mình cảm nhận được đó là những điều nhịp đập yêu thương của trái tim. Và tôi mong muốn hai bạn hãy cùng hướng lại với nhau đi ạ, xin mời ạ. Và đặc biệt Thế Thành hãy cùng hành động yêu thương cho người vợ thân yêu của mình đi ạ. Hãy dang thật rộng vòng tay ra và hãy cùng ôm thật chặt vợ mình vào lòng đi ạ. Và quý vị vỗ tay thật nồng lên đi ạ, xin mời. Cảm ơn rất nhiều. Sau đây em xin được kính mời chú rể và cô dâu hai em sẽ tiến lên và đặt ra phía bên tay trái của mình đi ạ, để thắp lên những ngọn nến lung linh huyền ảo của ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong những con đường đời mà tất cả chúng ta đã cùng trải qua, quý vị luôn luôn nhận thấy rằng có những con đường, và không có một con đường nào đó là phẳng lặng, cũng không có một con đường nào trải dài hoa hồng. Chỉ khi có tình yêu, sự san sẻ, sự hiểu nhau, họ luôn luôn cảm nhận được đó là tình yêu quý giá nhất. Vâng, kính thưa quý vị, thật đúng là ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba là nến lung linh thắp sáng một gia đình, phải không ạ? Vâng ạ, chú rể và cô dâu của chúng ta sẽ cùng chung tay nhau thắp lên chiếc bánh kỷ niệm ngày cưới của ngày hôm nay. Thưa quý vị, một bức tranh thật là đẹp đã khắc họa nên cho một tế bào mới của xã hội. Và ngày hôm nay họ được quyền nước cho mọi nỗi buồn, mọi khổ đau sẽ qua đi, niềm vui sẽ ở lại, và ước cho một gia đình hạnh phúc đó đầy ắp những tiếng cười và tiếng nô đùa của trẻ thơ. Để rồi khoảnh khắc này Thế Thành và Mai Phương sẽ cùng san sẻ cho nhau những vị ngọt đầu tiên. Thưa quý vị, ai ơi thì đắng ngọt đã từng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Giây phút ngọt ngào của cuộc đời họ sẽ được mong muốn toàn viên hai họ chúng ta sẽ cùng chứng kiến. Để rồi khoảnh khắc này xin trân trọng kính mời Thế Thành, Mai Phương sẽ cùng hướng lại với nhau đi ạ, quay hẳn lại với nhau đi ạ. 1, 2, 3 quý vị vỗ tay thật lớn đi ạ, xin mời. Vỗ tay vỗ tay của quý vị ạ. Vâng ạ, xin mời ạ. Vâng ạ, xin mời chú rể Thế Thành một chút được không ạ? Thế bánh con của mình, bánh kem của ngày hôm nay có ngọt không ạ? Rất là ngọt. Vâng ạ, rất là bằng vị ngọt của đôi môi của người vợ của mình không ạ? Rất là không bằng. Vâng, vâng ạ, một tràng pháo tay thật lớn của quý vị nữa đi ạ. Thì chúc mừng ạ, chúc mừng cho chú rể của cô dâu. Vâng ạ. Thưa quý vị, kính quý kính mến, và những tình cảm quý giá ngày hôm nay khi đôi anh đương Thế Thành và Mai Phương họ vẫn luôn luôn dành tặng cho nhau. Thế Thành thân mến, ngày hôm nay ngày cưới không phải ngày đứng chào cờ. Chú rể, đặt tay đúng vị trí đi ạ, ôm thật chặt vào mình đi ạ. Thưa quý vị, và mỗi một con người đã có những lúc chúng ta đứng dinh dưỡng là ba đường, và chúng ta vẫn cảm nhận được có những con đường đã một công danh, một sự nghiệp, và đôi khi chúng ta đã mải mê đi tìm cho mình một công danh sự nghiệp và quên đi đó là một tình yêu quý giá. Và ngày hôm nay Thế Thành cùng với Mai Phương là những mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh cuộc đời của họ. Để rồi khoảnh khắc tiếp theo, xin trân trọng kính mời Thế Thành và Mai Phương sẽ cùng tiến lại với phía tấp ly hạnh phúc để cùng bật tung lên những chai rượu sâm banh, những tiếng nổ của rượu sâm banh,
sẽ là những tiếng báo hiệu của ngày đại hỷ chính thức được bắt đầu đối với cuộc sống hôn nhân của Thế Thành và Mai Phương. Xin mời nhà, xin được kính mời chú rể chú Thế Thành. Vâng ạ, sẽ nổi chơi xung quanh đầu tiên. Thật là giòn giá để báo hiệu một tình yêu, một hạnh phúc vĩnh cửu đến trọn đời, vững bền đến trọn đời. Vâng ạ, giòn quá. Xin mời hai em sẽ cùng chung tay nhau để rót lên tháp ly hạnh phúc tình yêu của ngày hôm nay. Hàng ngàn con sông nhỏ như là mảnh chảy máy, cũng giống như tình yêu của Thế Thành và Mai Phương. Họ đã vượt qua biết bao nhiêu gian nan, bao nhiêu khó khăn thử thách của tình yêu. Đến ngày hôm nay, tình yêu của Thế Thành và Mai Phương không có thể dùng một từ nào để có diễn tả được. Nhưng chỉ biết là một điều, một giây một phút nào đó họ thiếu đi bóng hình của nhau thì cuộc đời này thật vô nghĩa. Và tất cả chúng ta ngày hôm nay đang có mặt tại đây để cùng chứng kiến cho buổi lễ thành hôn trang trọng của Thế Thành và Mai Phương. Vâng ạ, kính thưa quý vị, rượu và nước là mật ngọt, nước mang đến cho vạn vật sinh linh đất trời sự tươi tốt, và mật ngọt là gia đình trong đời sống hôn nhân vợ chồng. Và ngày hôm nay đây, nước và rượu đã hòa quyện vào nhau để tạo nên những mạch nguồn của cảm xúc, tình yêu và hạnh phúc. Chú rể Thế Thành đang tiếp tục ngồi chơi xăm quanh thứ hai đây ạ. Vâng ạ, thật là giòn giá, và tiếp tục tưới tắm cho suối nguồn của hạnh phúc mình. Thưa quý vị, và với phần nghi thức này, cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời tới hai vị đại diện gia đình nhà trai cùng với hai vị đại diện gia đình nhà gái sẽ cùng khởi thân trở về nơi sân khấu này để cùng đón nhận những ly rượu báo hiếu của hai con. Sẽ kính dâng lên những bề trên, những người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho một nền móng vững chắc lâu đài tình ái mang tên gọi đôi con trẻ. Và xin được trân trọng kính mời bốn vị đại diện, hai đại diện nhà trai và hai đại diện nhà gái sẽ cùng khởi thân trở về nơi sân khấu này đi ạ. Xin mời ạ. Vâng ạ, tiếp theo xin được kính mời hai vị đại diện, bốn vị đại diện của hai bên gia đình nhà trai và nhà gái ạ. Xin mời quý vị chứng kiến sân khấu để cùng chứng kiến cho sở phúc đăng quang hạnh phúc của hai con trẻ này. Thưa quý vị, và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời tới tân chú rể Thế Thành sẽ cùng nâng lấy những ly rượu và hướng lại với phía đại diện gia đình nhà gái, và cùng dùng lòng thành kính của mình để cùng kính dâng lên đại diện gia đình nhà gái cho ngày hôm nay. Và cô dâu Mai Phương sẽ cùng tiến lên, cùng nâng lấy những ly rượu của mình và cùng hướng lại với gia đình ngoài nhà trai. Xin mời ạ. Và ngay bây giờ khoảnh khắc, xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình, đại diện nhà trai, đại diện nhà gái sẽ cùng quay lại với nhau và cùng gắn ly kết tình nghĩa thông gia đi ạ. Xin mời. Vâng ạ, kính thưa quý vị ạ, có lẽ đã thông qua thì chưa dùng lời thơ, ước mong được rể thì tôi chờ sâu và không ạ. Vâng ạ, chúc cho tình thông gia của hai bên gia đình sẽ gần gũi hơn, nghĩa tình hơn và bền chặt hơn ạ. Chúc cho chú rể và cô dâu chúc mong tình viên mãn, đặt đầu phía công ty. Và ngay bây giờ chú rể Thế Thành cùng với cô dâu Mai Phương sẽ cùng vòng tay lại với nhau để uống rượu ra vôi, kết giao tình nghĩa và chồng vào quý vị vỗ tay thật đông đi đi ạ. Xin mời. Vâng ạ, đại diện của hai bên gia đình nhà trai và nhà gái, xin mời các bác sẽ bắt tay nhau đi ạ. Vâng ạ. Xin được cảm ơn tới hai bên gia đình rất nhiều. Mời các bác sẽ cùng quay trở về với bạn thấy hạnh phúc đi ạ. Xin mời ạ. Thưa quý vị, và ngày hôm nay những tình cảm quý giá mà gia đình nhà trai cũng như gia đình nhà gái vẫn luôn luôn tạo dựng, và như với Thu Hương đã nói với tất cả quý vị rằng tình nghĩa thông gia là một tình nghĩa đẹp nhất, và ngày hôm nay cả hai nhà vẫn đang cùng chung tay để cùng lo liệu và cùng đắp xây cho hành trang dành tặng cho hai con. Và với sự chứng kiến đầy đủ từ với tất cả quý vị, khi chú rể và cô dâu ngày hôm nay họ đã cùng từng bước để cùng tiến qua cho những phần nghi thức rất là trang trọng. Và đặc biệt ngày hôm nay, với tình cảm của một cặp song ca sẽ hiện diện trên sân khấu này, và chắc chắn sẽ làm quý vị bất ngờ trên sân khấu. Một cặp song ca có thể nói đã cùng tập luyện với nhau rất là nhiều thời gian để cùng thể hiện trên sân khấu này. Và không ai khác, xin mời quý vị hãy cùng dành tặng một tràng tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón cặp song ca Thế Thành và Mai Phương. Xin mời. Vâng ạ, một tràng tay thật lớn của quý vị ạ. Xin mời gửi cho các bạn tiếng hồi hôn bài hát Nối Lại Tình Xưa. Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa, chuyện tình
Và cô dâu Thế Thành và Mai Phương rất là nhiều. Thưa quý vị, một ca khúc rất là ý nghĩa, ca khúc Nối Lại Tình Xưa, và đặc biệt một sự ngọt ngào yêu thương mà chú Thể đã gửi trao cho người vợ thân yêu của mình. Và hai bạn có thể đứng lại một chút được không ạ? Thưa quý vị, kính quý, kính mến, và ngày hôm nay thì bạn có thể nói với tất cả quý vị rằng để hai bạn có thể tập được ca khúc này thì đã bao giờ hai bạn đã tập cùng với nhau chưa? Cũng tập được một vài lần. Một vài lần phải không ạ? Thưa quý vị, ngày hôm nay rất là ngọt ngào, rất là yêu thương, không khác gì một ca sĩ chuyên nghiệp, phải không ạ? Và quý vị, tiếc gì, hãy dành tặng cho chú rể của cô dâu một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị, và ngày hôm nay để có được ngày vui, ngày nước trăm năm như chú rể và cô dâu thì phải nói tới những công ơn đầu tiên đã dành tặng cho hai bạn. Đó là những ông bố, bà mẹ đã dành tặng những sự chung tay để cùng tác hợp lo liệu cho hành trang của hai bạn. Vâng ạ, và món quà đầu tiên mà chú rể Thế Thành và cô dâu Mai Phương nhận được hôm nay đó là đến từ bố mẹ khách sinh cho chú rể Thế Thành. Vâng ạ, xin được kính mời bố mẹ sẽ tiện bước lên sân khấu để trao tặng quà cho hai con ạ. Vâng ạ, kính thưa quý vị, thật đúng là nước biển mênh mông khắp nơi đầy tình mẹ, tay trời lồng lộng không phủ kín không cha, tầng tảo sống hương mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy trao chi chờ đời con. Và ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không? Trong ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày trọng đại, cao lớn, lớn lao hôm nay thì bố mẹ cũng đã dành dụm được một món quà vô cùng ý nghĩa để chúc mừng cho hạnh phúc của hai con, và mong rằng hai con sẽ giữ gìn mối nương duyên này đến trọn đời. Thưa quý vị, và ngày hôm nay nghĩa là như vậy, bố và mẹ nào cũng thế, lo cho con từng miếng cơm, từng giấc ngủ, lo cho con từ khi con còn bé bỏng. Và ngày hôm nay, con trai của bố và mẹ đã thực sự khôn lớn trưởng thành. Và bố thân mến, ngày hôm nay bố trông thân mến, bố hãy cùng trao cho người con trai của mình chuyên là nghị lực của một người đàn ông, để ngày hôm nay con trai của bố sẽ thật sự có một gia đình hạnh phúc, một chỗ để con cô dâu nương tựa từ nay cuối cuộc đời. Và mời bố sẽ cùng trao cho con trai của mình một cái bắt tay của bản lĩnh người đàn ông đi ạ. Xin mời ạ. Và quý vị vỗ tay thật lớn đi ạ. Xin mời. Từ bố mẹ rất nhiều. Ngày hôm nay bố mẹ đã cùng trở về đây để cùng dành tặng phần quà yêu thương cho hai con. Xin cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời tình cảm hiện diện trên nơi sân khấu này, tình cảm của ông nội chú rể sẽ hiện diện trên nơi sân khấu để cùng trao quà cho chú rể và con dâu. Xin mời ạ. Thưa quý vị, và ngày hôm nay hiện diện trên nơi sân khấu này, tình cảm của ông bà nội thể hiện trong một tầng lớp cây cao bóng cả những người đã đi trước và đã có rất nhiều những kinh nghiệm sống qua những quãng đường đời. Mong sau hai cháu yêu của mình sống như thế nào để tốt đời đẹp đạo đối với hai bên gia đình. Đó là điều mong muốn mà ông bà nội vẫn luôn luôn dành tặng cho hai cháu yêu của mình. Và ông thân mến, ngày hôm nay ông ấy ôm cháu trai của mình đi ạ. Xin mời ạ. Vỗ tay thật nồng nhiệt đi ạ. Xin mời. Và xin cảm ơn tới ông bà nội rất nhiều ạ. Cháu và ông bà sẽ cùng quay trở lại bàn ghế hạnh phúc. Và tiếp theo,
Xin trân trọng kính mời tình cảm tới từ gia đình cô Vân Tuấn sẽ cùng hiện diện trên sân khấu này để cùng trao quà cho chú rể của cô dâu xin này. Và đặc biệt những người đã cùng đồng cam cộng khổ vượt qua biết bao nhiêu muôn trùng khó khăn gian nan, và xin được cảm ơn tới gia đình cô Vân Tuấn rất là nhiều. Và xin được trân trọng kính mời tới gia đình cô Nam Phong sẽ hiện diện trên sân khấu tiếp theo, xin mời ạ. Trong ngày vui ngày trọng đại của hai con hai cháu hôm nay thì đại tộc của gia đình nhà trai đã có những món quà vô cùng ý nghĩa đặc biệt để chúc mừng cho hai cháu, xin được cảm ơn rất nhiều. Xin được cảm ơn tới gia đình cô Nam Phong, và tiếp theo xin được trân trọng kính mời em gái Thanh Tâm, em gái của chú rể sẽ hiện diện trên sân khấu này để cùng trao quà cho anh chị. Vâng ạ, sau món quà của em gái Tâm, và tiếp theo xin được chào đón và vinh danh món quà của gia đình bác Tùng Hương đấy ạ. Xin được trân trọng kính mời sự hiện diện trên sân khấu này của gia đình Cống Kiên cùng với gia đình dì Năm Đức sẽ cùng hiện diện trên sân khấu này để cùng trao quà cho chú tể của tôi, xin mời ạ. Rất nhiều những phần quà đặc biệt ý nghĩa to lớn đã trao cho chú rể và cô dâu hôm nay. Vâng ạ, xin được cảm ơn gia đình dì Nam Đức ạ. Vâng, tiếp theo là gia đình dì Huyền Thương ạ. Vâng ạ, chúng ta đang chứng kiến món quà của gia đình dì Nam Đức. Vâng ạ, và cậu Kiên ạ. Vâng ạ, đây là món quà của cậu Kiên ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, tiếp theo là món quà của dì Nam Đức ạ. Vâng ạ, xin được kính mời dì ạ. Và sau món quà của dì Huyền Phương là món quà của em Thảo, em Đức, con nhà dì Thanh sẽ cùng chuẩn bị trở lên sân khấu này để cùng trao quà cho tiểu con tôi, xin mời. Đến từ đại tộc của gia đình nhà gái ạ. Trên sân khấu này để cùng trao quà cho chú rể và cô dâu. Thưa quý vị, và ngày hôm nay nét đẹp trao quà thể hiện cho sự quan tâm, sự chăm lo cho một gia đình hạnh phúc. Và đặc biệt ngày hôm nay, những món quà ý nghĩa biết rằng bé nhỏ nhưng sẽ là những tiền đề, là những bước tàu đà đầu tiên, là những hành trang mà ngày hôm nay gia đình nhà trai, gia đình nhà gái vẫn được đồng hành trên những chặng đường mà chú rể và cô dâu đã cùng lựa chọn để cùng bước cùng nhau. Thưa quý vị, chặng đường tương lai để gập ghềnh, chông gai, khó khăn, thử thách và luôn luôn chờ đón cho Thế Thành cùng với Mai Phương. Và ngày hôm nay những món quà ý nghĩa tới từ hai bên gia đình vẫn đã được dành tặng, và thay cho Thế Thành và Mai Phương xin được chân thành cảm ơn tới tất cả những tình cảm của gia đình nhà trai, gia đình nhà gái ngày hôm nay đã cùng gửi trao những món quà yêu thương cho chú rể và cô dâu. Rồi thì chúng ta đã được
được chứng kiến đại tộc của hai bên gia đình nhà trai và nhà gái đã dành những món quà vô cùng ý nghĩa để chúc mừng cho hạnh phúc của hai em hôm nay. Cố xin được thay mặt cho chú rể Thiết Thành và cô dâu Mai Phương xin được gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe và vâng ạ, chúc quý vị mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin được cảm ơn rất nhiều ạ. Từ khi chú rể với cô dâu là từ một người dưng cho đến ngày hôm nay là một người vợ, người chồng, là thời gian được bao lâu rồi? 875 ngày. Chính xác. Có xê dịch chút thời gian nào ạ? Không ạ. Thưa quý vị, một thời gian 875 ngày. Không ạ. Thưa quý vị, và chắc chắn khi đến tới hôn nhân đối với người vợ thân yêu của mình, tìm hiểu kỹ chưa? Kỹ rồi. Kỹ rồi. Chắc chắn. Thưa quý vị, ngày hôm nay tôi muốn chú rể sẽ cho tôi hãy chứng minh rằng cái chú rể đã tìm hiểu kỹ vợ mình rồi. Vậy chú rể sẽ cho tất cả quý vị biết rằng lần cân gần đây nhất cô dâu nhà mình nặng bao nhiêu cân? 42 cân. 42 cân. Chuẩn. Đáp án cuối cùng chưa? Cuối cùng. Thưa quý vị, gia đình nhà trai đâu ạ? Cho tôi mượn một cái cân được không ạ? Thưa quý vị, ngày hôm nay bao nhiêu cân cô dâu? Thưa quý vị, ngày hôm nay số cân của cô dâu mà cô dâu còn không biết thì chú rể biết làm sao được. Chú rể bé. Thưa quý vị, cái này có đáng phạt không ạ? Nếu như quý vị cảm thấy đáng phạt thì cho một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Tôi muốn tôi và Thu Hương sẽ đến từ 1 thì chú rể sẽ bắt đầu hôn. Khi nào tôi và Thu Hương kết thúc số 10 thì chú rể và cô dâu mới được thôi. Được không ạ? Được không ạ? Được. Sẵn sàng chưa? Và bây giờ quay lại đi ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây quý vị, đây mới chính là bản lĩnh của người đàn ông, phải không ạ? Ngày hôm nay có một lý do gì cả. Nếu như đếm từ 1 đến 10, đếm từ 1 đến 100 chắc vẫn làm được, phải không chú rể? Xin cảm ơn chú rể của tôi rất nhiều. Mời bạn sẽ cùng ngồi xuống bàn ghế hạnh phúc đi ạ. Xin mời ạ. Và tiếp theo xin được vinh danh giọng hát của anh họ của chú rể đấy ạ. Vâng ạ, với bài hát đã đăng ký với ban tổ chức của chúng tôi, một thời đã hát nhiều. Vâng ạ. Quý vị có thể cho xin cho sự vinh xin một tràng pháo tay nhẹ nhàng được không ạ? Hạnh phúc trong tâm phân đã không còn tên người con em trong đời. Tiếng đèn chân trời mới vẫn thương một thời giờ đã xa màn khơi. Ngày đó ta lâm lỡ ba mắt nhau hung để tiếng yêu san vỡ rồi thời gian sau mãi vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa. Luôn phơi bao nghẹn ngào, tôi buông tha niềm mài. Một bước chân trượt ngã, đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi khung trời đó. Để nhớ một thời ta đã yêu, thời ta đã lớn đã xa bên người lấy đây
mãi trong đêm buồn. Để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm buồn. Để cảm ơn tới giọng hát thật là tuyệt vời của bạn, thời xin cảm ơn rất nhiều. Và tiếp theo chương trình ca nhạc chúc mừng cho hạnh phúc của chú rể và cô dâu, xin mời quý vị hướng mắt về sân khấu để đến với giọng hát của một người bạn của chú rể đấy ạ. Vâng ạ, xin được kính mời bạn sẽ trở lên sân khấu. Một chiều thanh thanh về nơi con sống cho nơi đây bình yên, một hồ xanh gió trong lành. Xin sao biên hà về mây cam khúc ca theo cơn gió trôi miên man. Chút mơ hồ mình kề bên em bờ cạn trong sóng gió. Ngồi nghe biên hà lời tình yêu dần dịu ra. Nhìn con thuyền bạn nam, những ai chưa có vợ có chồng vui lòng tiến lên sát sân khấu một chút được không ạ? Các bạn có thể lên sát đây một tí được không ạ? Lên sát đây ạ. Wow, rất là nhiều bạn nam ạ. Các bạn đứng lên sát đây ạ. Các bạn chú rể đứng quay lại về cho sang phía đây ạ. Mọi người, tôi sẽ đến. Một, hai, và ba. Với tất cả những thời gian mà chúng ta vừa được chứng kiến thông qua buổi lễ thành hôn của Thế Thành và Mai Phương, xin được thay cho gia đình Hoàng Trai xin được chân thành cảm ơn tới tất cả quý vị đã trở về đây để cùng chung vui cho tiệc cưới hạnh phúc của Thế Thành và Mai Phương. Lễ thành hôn chính thức được khép lại và kính chúc cả quý vị hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Kính chào, tạm biệt. Đôi sống bên nhau dài lâu.
chim câu thủy chung.